Tâm ấy đối với tâm lý lẽ ra chẳng có tùy hỷ hồi hướng, vì không có hai tâm cùng khởi một lúc, tâm cũng chẳng thể tùy hỷ hồi hướng, vì tâm là tự tánh. Thưa đại sĩ, nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có khả năng biết như thật, sắc không có sở hữu, thọ tưởng hành thức không có sở hữu, nhãn xứ không có sở hữu, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không có sở hữu, sắc xứ không có sở hữu, thanh hương vị xúc pháp xứ không có sở hữu, nhãn giới không có sở hữu, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu, nhĩ giới không có sở hữu, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu, tỷ giới không có sở hữu, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu, thiệt giới không có sở hữu, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu, thân giới không có sở hữu, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu, ý giới không có sở hữu, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu, địa giới không có sở hữu, thủy hỏa phong không thức giới không có sở hữu, vô minh không có sở hữu, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não không có sở hữu, bố thí ba la mật đa không có sở hữu, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không có sở hữu, pháp không nội không có sở hữu, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh không có sở hữu, chân như không có sở hữu, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, không có sở hữu. Thánh đế khổ không có sở hữu, thánh đế tập diệt đạo không có sở hữu, bốn tịnh lự không có sở hữu, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không có sở hữu, tám giải thoát không có sở hữu, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không có sở hữu, bốn niệm trụ không có sở hữu, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không có sở hữu, pháp môn giải thoát không không có sở hữu, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không có sở hữu, năm loại mắt không có sở hữu, sáu phép thần thông không có sở hữu, mười lực Phật không có sở hữu, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng không có sở hữu, pháp không quên mất không có sở hữu, tánh luôn luôn xả không có sở hữu, trí nhất thiết không có sở hữu, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không có sở hữu, tất cả pháp môn Đà La Ni không có sở hữu, tất cả pháp môn Tam Ma Địa không có sở hữu, dự lưu quả không có sở hữu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán quả không có sở hữu, độc giác bồ đề không có sở hữu, hạnh đại bồ tát không có sở hữu, quả vị giác ngộ cao tột không có sở hữu. Thưa đại sĩ, đại bồ tát ấy đã biết như thật tất cả pháp đều không có sở hữu, dùng sự tùy hỷ cùng làm các sự nghiệp phước đức hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, đó là